khu vực này là đang thu rồi. Về lá rồi, hãy cho bán một chút vậy. Từ đấy bơi đấy. Đấy, đúng chỗ đường này. Nó đường nó đi vào. Ai da. Đây. Một đống này. Một đống đây rồi. Đấy. Đâu? Ai da. Ăn cứ cơ. Phi to lắm. Ai da. Ai da. Một ổ luôn. Hoa. Ui giời, nó cuốn quận thành ổ đây rồi. Ê, cái gì cái đó? Ê. Ê. Ô rắn luôn. Ui. Trời ơi. Ai da. Con tuổi à? Ui. Ngoài được con tuổi. Mẹ, tạo rộng lên mà vẫn còn chật rồi. Ui. Ai. Chưa. Ui. Thế không? To kìa. Ai da. Tôi coi mò ra không? Tôi đưa ôi trời ơi. Nước phát hít chết. Tôi kêu dạo ạ. Ai? Ui con này màu bóng như dơ kim cương vậy. Ai ra? Nó nằm trên mình đào rồi nó lẻo lộn xuống anh. Đúng rồi. Nó quẩn ở trong hang, nó quẩn vào nhau mà. Thời tiết chát này, anh ơi. Đâu rồi à? Ui, đây này. Đây này. Ê. Ê.
Đây này. Đây. Đầu, đầu bờ. Bờ này bố nghe đi bờ này. Ai dạ con nữa đang nằm phòng thủ đường ạ. Ủa ai à? Ai à? Con này mới cân luôn. Ai à? Đấy. Con này to gần bằng hai con này. Con này. Tệ nữa. Con này chắc bố mẹ không ạ? Ai dạ? Nó có cả cái mảnh mẹ kiểu như lột xác nó gọi nó kìa. Thế. Trời. Con à? Con này đúng mẹ con rắn bố mẹ rồi. Mấy con kia chắc con rồi. Này con bố con mẹ rồi. Đây này. Để nó có những cái xác này. Đây. Có số ấy à? Ừ. Số này à? Nó còn ăn lên. Để ăn lên. Đào. Nó còn ăn lên trên này. Thế này. Tung rồi. Cái đạo từ từ thôi. Phải lấp đất ra. Thôi à. Ui. Ai đây đây. Đây này. Ai đây. Đây. Cái gì không? Này. Ai. Ui trời. Ui cái hốc này. Đây. Thấy không? Đây xong bên kia. Thấy anh xong bên kia không? Đây cái hốc này. Đây. Đó xong bên kia. Ý. Ai xong bên tôi bảo mà đào từ từ tôi khỏi nấp đất đây. Đấy, từ đấy. Đào từ từ khỏi nó sụt xuống mẹ nó nấp đất. Thôi từ. Số đồng quấn khoanh nhau đây. Tùng hết đó. Hết rồi. Số này 4 con rồi. Được, lên đằng này. Con tơ. Cứ để ngoài cho không cần phải xoay vào kia. Đưa cho nó đi kia. Đi được rồi.